chị là người đồng hành trong rất là nhiều chương trình thiện nguyện. Và bên cạnh đó, trong chương trình ngày hôm nay, chị cũng góp một phần tiếng hát của mình để có thể phục vụ quý anh chị trong dịp Tết đến xuân về trong chương trình lễ hội buổi tối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị Trung tá Tổng cục Hậu cần quân khu 7, nghệ sĩ Bích Hảo, với một sáng tác của nhà giáo ưu tú, nhà thơ Lương Minh Cừ, do nhạc sĩ Nguyễn Thái Hiệp phổ nhạc, với bài hát được mang tên Bất Chợt Mùa Xuân. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt cho tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Hảo ạ. Bích Hảo xin thay kính chào tất cả quý vị. Và Bích Hảo sẽ đến chính lại là Bích Hảo đang là trung tá quân y thuộc cục hậu cần quân khu 7. Dạ không có tổng. Ghép những cuộc đời bao.